Chào này các bạn, em là Cao Đức Tài, mà cho duyên em là bộ năm 1924, em học lớp vi xử lý sáng thứ hai. Đây thì bài tập số 6 là thiết kế phần cứng và phần mềm cho bài điểm sản phẩm. Và nút nhấn up down start. Trong up down để chỉnh giá trị đặt số điểm tối đa cho mạch điểm sản phẩm. Giá trị đặt mặc định là 20, giá trị đặt nằm trong 20 đến 30. Và cứ nhấn nút start để mạch điểm sản phẩm mới bắt đầu hoạt động. Và khi sản phẩm đạt bằng số lượng đặt trước thì ngưng đếm và hiển thị thông báo trên LCD. Tới thì yêu cầu thì mời phần cứng thì em sẽ trình bày như sau. Ta có một con vi điều khiển trung tâm 16887, trên reset thì nó mới cao, vi nhấn nút rồi sẽ xuống mức thấm, xuống mức thấp. Và một cái nút nhấn em thay cho cái cảm biến hồng ngoại đếm sản phẩm và cái tụ tạch tanh 20m và ba đống nhấn up down và star. Nhấn này nói với ba chân là RB0, RB1 và RB2 ứng với up down ta nói với điện trở 47. Về phần LCD thì chúng ta thực hiện nói chân như sau. Chân VDS chúng ta nói với mát và VD VE VD ta nói với nguồn. Và với e lên này, con này dùng để chỉnh cái độ tương phản ở CD. Vậy đây mô phỏng mình và ta nói với e luôn. Và ba chân RS, RW, E. Cái chân này là thanh ghi và chọn cho phép đọc và hay là ghi dữ 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 liệu. Và chân E bồ nó chân RE0, RE1 và RE2. Và nó ra từ RE0 ra RE7, nó nói với chân RE0 và RE7 của con LCD. Phần cứng chúng ta để nó hoàn thành. Và phần mềm thì chương trình bày như sau. Tiên là thư viện LCD, em dùng thư viện LCD của thầy Phú viết. Đây là khai báo LCD chân RS là chân E0, RW chân E1, chân E là chân chân bên E2, output LCD là output của bọc D, các chân là cái hàm LCD comment và cho phép ghi dữ liệu. Và ghi data là xuất dữ liệu ra màn hình. Em đi setup thư viện em sẽ không trình bày về bằng code. Đầu tiên thì cũng như chương trình khác ra cái báo thư viện 1857 có cực trì cái báo hàm delay xương máu xương lóc thư viện LCD. Đây. Và đây là clear trong cái con 1 là xóa màn hình. Là nút star là bên B2, nút top bình là bên B0, nút down là bên B1. Đầu tiên chúng ta cơ báo một cái chuỗi, một cái mảng mã LCD được không được từ 0 đến 9, có hai cái biến là sản phẩm và cái giá trị điểm, giá trị max mà chúng ta điểm. Và trường chính thì đầu tiên chúng ta chắc chích bột D, bột E và bột chứa dữ liệu có ra. Bột B là chứa dữ liệu có vào. Chúng ta kéo điện trở của bột B lên mức cao và gọi hàm LCD setup. Đầu tiên thì chúng ta xuất ra màn hình là giá trị điểm và số sản phẩm. Và cho giá trị điểm ban đầu mặc định là bằng 20 nên ta sẽ xuất ra là 0.8D là trừ khoảng 3, 4, 5, 6, khoảng 15, khoảng 14, 15 gì đó của cái giá trị điểm này. Và chúng ta sẽ xuất ra 0.8D cho hai số 20, số 2 hoặc số 0. Ta sẽ xuất ra LCD và sản phẩm lúc ban đầu thì còn bằng 0, không điểm. Về cái lớp 1, đầu tiên chúng ta sẽ kiểm tra nút nhấn up, đây là giống dội. Và nếu nó nhỏ hơn 30, chúng ta thực hiện tăng nút điểm lên và ta xuất ra màn hình. Và biến down và nút nhấn down, khi chúng ta nhấn thì thực hiện giống dội. Và kiểm tra nếu mà lớn hơn 20 thì nó sẽ giảm, còn nếu nó nhỏ lớn hơn nhỏ nhỏ hơn 20 thì không giảm nữa. Xuất ra màn hình,
xuất ra ở cái hàng thứ hai. Và nó đốt nhắn Sita, chúng ta cũng thực hiện chống dội. Đây là cái lớp này để xét thăm 1 là bắt đầu cho thăm 0 chạy, và cái lớp 2 là sản phẩm theo bằng ghép thăm 0, và nó sẽ đọc giá trị. Chúng ta nhấn chung, và lớp tiếp theo là xóa màn hình. Nếu mà sản phẩm điểm của chúng ta bằng cái giá trị mắt chúng ta đặt ban đầu là giá trị điểm thì sẽ xóa màn hình và xuất ra màn hình là hàng đã đủ mà xuất kho. Và chúng ta delay cho mọi, chúng ta sẽ thực hiện lặp lại. Chúng ta xuất ra màn hình cái sản phẩm, và sau đó chúng ta sẽ em tìm một cái nút nhấn up và nút nhấn down để khi mà chúng ta đang thực hiện điểm, khi mà chúng ta đang thực hiện điểm sản phẩm thì có thể tăng lên số sản phẩm đặt hoặc là giảm số sản phẩm chúng ta muốn điểm muốn đặt. Và khi mà chấm nhấn chia ta bằng không sẽ về cái lớp 3. Về đây rồi gặp tớ tôi về cái lớp 1 trong trên tiến hành biên dịch chương trình sẽ nạp vào trên cái chỉ điểm 20, tôi nhắn nhưng không chạy thì nó star. Xung lốc còn 5 đây, ngoài dán ta để cho nhắn cấp nhắn nút xung thì nó sản phẩm chúng sẽ không điểm. Khi tôi nhắn star thì sản phẩm sẽ bắt đầu điểm, và khi nó bắt đầu chúng ta chẳng hiện được, nhưng mà 10 nó sẽ không biết mình nữa. Khi giảm thì sẽ giảm 20. Tôi luyện điểm khi mà điểm tới 20 thì điểm tới 21 thì nó sẽ xóa màn hình và sẽ xuất hiện chữ là hàng đã đủ mà mở xuất kho, nó sẽ không biết nữa, sẽ nhấp nháy. Và phần bài tập em đến đây là hết. Cảm ơn thầy các bạn đã lắng nghe.